Chào cô chú anh chị, hôm nay em trở lại quay lại cập nhật cái vườn mít của mình. Thì nói chung thì mít này thì mình trồng cũng được 2 năm rồi cô chú anh chị. Đợt trước tháng giêng tháng 2 đó, lúc đó thì mình cũng có làm bông một đợt. Lúc đó thì nói chung mình cũng mới làm mít, là mình cũng chưa có cái kinh nghiệm, nên cái không biết do ảnh hưởng thời tiết hay là mình đi phân thuốc làm sao đó mà lúc đó thì ra cuốn xanh không à, rồi trái để trái nó méo mó chừng nó không đạt nên mình cắt bỏ chân à. Rồi cái đợt này thì mình làm lại, mình thấy nó ra trái nó cũng được à. Thì mình thấy công ty giới thiệu cho mình đó là hai cái sản phẩm này với 3 số 10, với còn cái trái amino mà thường thường mình quay cái clip mình giới thiệu đó cô chú anh chị. Thấy cái loại phân hữu cơ này nó cũng rẻ, rồi với canxi bo nó cũng rẻ so với thị trường. Thì mình mua của công ty về cái mình áp dụng, thì mình xịt từ lúc mà nó ra mắt cua tới giờ, chị xịt dẫn la ra tới giờ. Thì đây là cũng một cái môi trường để mà cũng đây là cái mình đang trong quá trình thí nghiệm chị, để coi nó cái tới mà nó trái lớn luôn, để coi nó trái nó đạt ra sao. Đặng nếu mà đạt được thì cô chú anh chị mua những cái loại phân này về sử dụng thì nó rất là rẻ anh chị. Thì nói chung á, cái này thì ông ngoài đại lý thì bán tương đối giá hơi cao anh chị, hoặc trên mạng thì bán giá còn khoảng 205.000 gì đó, chai này cũng 150 mấy ngàn gì đó. Thì nói chung ở đây thì hôm giờ em cũng có chia lại cho cô chú anh chị mình, tại vì em lấy nhập trực tiếp của công ty về thì em làm 10 chai 20 chai vậy đó, để về em xịt đó, thì em chia lại cho bà con á. Thì nói chung thì cái giá chai này em chia lại là 200.000, thì tương đối là xịt khoảng 30 đến 30 mấy bình mà có 200.000 à. Chai này thì chai canxi bo thì 100.000, còn amino thì 130. Thì nói chung em cũng đang thí nghiệm cái vườn em, nếu mà đạt được thì mình cô chú anh chị mua những loại phân này cũng rất là rẻ anh chị. Thì trên thị trường thì đâu có mà chai mà phân hữu cơ 1 lít này gì mà có 200.000, chị cũng từ giá là 300 mấy chục ngàn đó. Canxi bo mà nhập khẩu cũng đâu có giá 100.000 chị. Thì hồi nãy em quay cái vườn mít của em cho cô chú anh chị xem. Nếu mà thì đây thì em cũng đang trong quá trình thí nghiệm, thì cô chú anh chị nào thấy được thì cứ làm theo, không được thì em quay cái video đó thì cô chú anh chị mình xem để tham khảo. Thì nói chung thì hôm dài thì đây cũng mưa bão rất là nhiều cô chú anh chị, mưa liên tục 4-5 ngày mà trong cái làm mít nó cũng rất là khó trong cái thời gian mà sổ nhị gì nè, mà gặp mưa thì nó làm cho cái hạt phấn mình nó chết, hạt phấn mình nó vàng, cái hạt phấn nó, trong nước mưa nó có chất axit đó anh chị. Rồi nó mưa liên tục này, như trái này nè, gặp mưa liên tục nó cái màu nó hơi xấu rồi, thấy không, nó vàng rồi, thấy anh chị thấy không đó. Chứ đâu phải dễ đâu, tại vì mưa bão liên tục mà mưa 3-4 ngày, mưa đêm 3-4 ngày mưa rồi không tạnh, mà bữa nay mới có tạnh em quay cho cô chú anh chị mình xem đó nè. Nó cũng đang xuống gì nè anh chị. Thì em xịt cái phân đó đó, thì em cũng đang thí nghiệm thử coi nếu mà đạt đó, thì cô chú anh chị sử dụng cái phân này cũng rất là rẻ anh chị. Một chai lít mà sử dụng, nếu mình sử dụng là 30 ml đi cho một bình 20 lít thì nó tới 30 mấy bình lận, 33 bình lận đó. Thì nó cũng đang xuống trái vậy nè. Nói chung thì đây này em cũng đang gặp cái bắt lại cái là mưa hôm dài là như bão quá anh chị. Thì trong quá trình thủ phấn gì nè đó, em gặp cái bắt lại nó là đang mưa, bởi vì nó làm cho cái hạt phấn nó hơi vàng vậy nè đó. Chứ thì ra bông thì nói chung thì em xịt thì ra bông hết. Thì có những cây bông đẹp và có những cây bông nó không đẹp không. Thì nói chung thì như cây này nè, thì cái bông nó dài đó, nó có như có hình dạng giống như cây bông này được này, có hình, còn cái bông này nó hình dạng như cuốn cây nhưng mà nó cũng ra trái bình thường. Thì mình đang thí nghiệm mình xịt rồi để nó coi những mấy cái cuốn dài này thế coi sao. Thì cỡ này thì cô chú anh chị nếu mưa thì cô chú anh chị cố gắng xịt thuốc nấm với quy khuẩn anh chị, vì tại vì nấm với mưa này đó cái độ ẩm nó cao đó, thì nấm với quy khuẩn nó phát triển rất là mạnh, thì do đó nó xâm nhập vô nó làm cho cái trái mình nó bị sơ đen nha, sơ đen rất là nhiều luôn đó. Những trái ở dưới thấp á đang xuống bông đó, gặp gì mà nó mưa hoài liên tục hoài thì nó
Nếu mà mấy trái này mà nếu mà không có mưa liên tục đó, thì mấy trái này thụt phắn ra thì nó tròn quay luôn, nó rất là đẹp luôn đó. Hiện tại mưa liên tục rồi thì do mưa nó có thể là làm chết cái hạt phắn chỗ nào đó anh chị. Rồi khi mà nó thụ phắn xong rồi nó sẽ làm cho trái mình bị méo nè, bị méo méo mó đó, nó không đạt hoặc là bị sa đen đó. Còn nếu mà không mưa thì mấy trái nói chung ra mấy trái này thì sao mà không đẹp được, mà tại do cái thời tiết thì mình phải chịu thôi chứ mình đâu có nói gì được. Ông trời muốn mưa thì cũng mưa chứ mình đâu có cấm cản gì được đâu ổng đâu đó. Thì cố gắng ở giai đoạn này mình cố gắng là quản lý cái nấm khuẩn ở dưới. Thì cô chú anh chị em mới phát cỏ nè, phát cho nó thông thoáng nha, cái mô mà cho nó thông thoáng nha, đừng có giữ ẩm quá rồi nó vi khuẩn nó xâm nhập lên thì nó làm cho cái trái mình nó bị sơ đen đó. Ở dưới cái thêm cái nữa, cái thời điểm này mưa á là cây mít mình nó đi đọt rất là nhiều anh chị nè. Thì em cũng mới xịt cho nó đừng có sừng cái đọt lại nè, đừng có đi nữa, tại vì trong nước mưa nó có hàm lượng nitơ đó, thì nó làm cho cái lượng đạm trong cái môi trường trường đất mình nó bị dư đi, rồi cây nó hút lên nó đâm lên đọt, mà trong cái thời điểm mà nó mang trái rồi mà nó đâm lên đọt nhiều quá thì cái trái làm cho trái mình nó bị giật méo rồi chị. Cái trái này đó, cũng hơi vàng 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 này chị, do mưa đó. Mưa làm cho bị nám trái đó. Cái này cái mình xịt thuốc từ 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 đấy. Nói chung mưa thì thụ phấn nó không có được, không đạt cái trái, đạt không đạt là do cái này nó quyết định nè chị, cái trong cái quá trình mà nó thụ phấn này nó rất là quan trọng nè đó. Nếu mà nó thụ phấn không không được là cái trái mình nó sau này bây giờ mình dỗ dưỡng cái nào giờ nó cũng xịt thuốc tiên giờ nó vô nó cũng cũng méo nữa, tại vì nó thụ phấn được là nó trong trọng, nó đâu có muối đâu, nó không có muối nó đâu có dùng cái dinh dưỡng mà đưa vô nó đâu có đun ra được. Đang xuống này mà mưa nè, mưa nó đọng lên nước lên trên cuốn nè, ướt nhẹp chưa vậy đó, quá tàn mưa. Mưa thì 3-4 ngày liên tục như vậy, bởi vì cái vụ này cái vụ nghịch này nó khó làm là vậy đó anh chị, nó mưa gió bất thường, mưa khi mưa đêm liên tục mưa 3-4 ngày nó đâu có ấy đâu. Trái này tương đối cũng đẹp, tròn quay, trái này thụ phấn, trái nào nó thụ phấn đều thì tương đối thì nó đẹp. Cái mùa nắng chị kiếm cái sa đen nó khó lắm, cái mùa mưa này là sa đen rất là nhiều luôn. Nói chung nó thụ phấn trái mà nó thụ phấn không đều quá thì với lại mà mưa này cái độ ẩm nó cao quá, nấm với vi khuẩn là nó tạo điều kiện cho nấm với vi khuẩn nó xâm nhập lên, nó xâm nhập lên nó thì nó thời điểm này nè, nó cái nõn của nó ra đó, cái hạt phấn nó ra đó, trắng 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 đó thì nó xâm nhập vô đó đó, cái đường đó, đó là cái đường để mà cái vi khuẩn nó xâm nhập vô đó. Nói chung là phải chịu thôi, mưa là phải chịu thôi chứ không có đường nào mà không chịu chứ. Đang xuống trái vậy đó anh chị. Thì em chia sẻ với cô chú anh chị thế thì em đang cũng đang trong cái quá trình thí nghiệm dùng phân thuốc này, nếu mà đạt được kết quả tốt đó, thì chia sẻ lại cho cô chú anh chị đó, thì nói chung giá thành nó rất là rẻ, mình làm nó đỡ cái chi phí của mình. Xuống cái trái này nó bị mới nó mới phấn, nó mới khô phấn là chị, mà gặp mưa nè nó cũng có hơi nắm hơi rồi nữa thì mình xịt từ 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 đấy chứ sao giờ. Đây là cây mùa nghịch này, nó mùa mưa mà phải chịu thôi chứ không có đường nào mà không chịu. Mới cái thụ phấn xong mới có hạt phấn đen đen mới thụ xong, chừng nào nó thụ phấn xong rồi mới 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 khỏe anh chị, còn nó đang trong quá trình mà nó còn cái hạt phấn đó thì nó thì lúc đó thì nó cái nấm bệnh nó xâm nhập vô rất là nhiều luôn. Đấy, còn cái hạt phấn đó. Gì? Gặp cái thời điểm bất lợi này đành phải chịu thôi chứ sao vậy. Chung trái này ra cũng tròn đều anh chị, trái này cũng tròn rồi, ha. Thì mấy trái này thì mình cứ nuôi từ từ lên thôi, nó thụ phấn xong rồi được gì thì khỏe nè. Trái
Trái này nhất là những cái trái mà nó nằm sát cái gốc gì nè chị, là cái tỷ lệ sa đen nó rất là cao quá. Nằm sát đây thì nấm vẫn nó dưới đây nó xâm nhập lên rất là dễ ha. Ở đây có ba bông mình chừng nữa mình lấy lại trái rồi cởi lấy trái này để đi rồi chừng nữa mình sẽ tiễn lại từ từ rồi. Cây này thì nói chung là nó ra cuốn trái nó cũng không đẹp, không nó hơi dài. Cây này còn nhỏ, cây này nó bị cái nấm hồng nó tấn công, có thể em cạo ra em quét thuốc mà. Bởi vì nó hơi sượng, nó trái nó cũng không có đạt không. Cũng có trái đây để thử làm sao. Cái này được hai trái nè chị. Trái này cũng đang thụ phấn muốn gần xong mà. Trái. Bên này nó cũng có mấy cái bông. Bông này mập nè. Mấy cái bông mập này ra nè, mấy trái nó đạt. Mua gì đâu mà 2-3 ngày liên tục mua là ra vườn xịt không được luôn á chị. Cái thời điểm này nè đang ra cái hạt phấn thì nào mưa nó xâm nhập vô là đó, làm cho cái trái mình là một là bị sa đen, nó hai là bị nám, nó bị chết gai, thụ phấn không đều là trái mình nó không tròn, nó không tròn rồi sau này thì nó khi mình nuôi lớn lên nó mình thấy nó lúc nhỏ mình thấy nó tròn tròn, chứ lớn lên là nó bị giật méo, nó méo là do cái nó bị chết cái gai đó anh chị, chết cái gai đó là nó không có tròn có đều được. Nói chung mùa mưa này thì đất của em thì nó đi cuốn hơi dài thiệt, có nhiều cây thì nó cuốn cục, và nhiều cây mà nó nếu ngoài nó nếu mà nó đi đọt nhiều quá thì cuốn nó sẽ dài. Nhưng đặc biệt em xịt cái phân này em thấy là cái lá nó bự lắm, cái lá nó khè khè ra nở chứ. Chúng đi dài giống thì cây nào nó cũng xuống trái hết trơn chị ơi, ít chứ nhiều cây khi có nhầm cây này có đùm trái một à, còn nhiều cây thì nó nhóc đùm trái vậy nó xuống. Bây giờ nó cắt cái bông gió này mà chưa có cắt được à. Là mưa gió thì không kịp, bông này bỏ lên chị ơi, tại vì trong đây mình có bông nhóc dần rồi nè. Trái nhất này nè, trái này nó cũng không đẹp hung, trái này thì anh bỏ cái nuôi rồi trái thứ hai này nè. Giờ này có cái bông có trái thu nụ, thường mùa mưa này nó đi đọt gì nè anh chị, nên chị cố gắng quản lý cái đọt cho nó thuận lợi ha, cho nó dừng lại. Cũng mới xịt nó hơi quéo quéo rồi nè, chứ nó đi quá trời đi ra trong cái trái mình nó không đạt nha. Rồi còn trái dài ra ngoài, cái này cũng đang mang trái được này, trái được trước thôi cũng sổ xuống này cũng ra rồi. Mình quay cập nhật chia sẻ cho cô chú anh chị mình vậy á, cô chú anh chị mình mùa mưa thì cũng cố gắng mình làm đây, mình quản lý cái sa đen rồi nấm khuẩn rồi bệnh nám da rồi cây đi đọt rồi đó. Với lại cô chú chị cũng đi thăm vườn thấy cây nào mà nó hơi, tại mùa mưa này nó cây mít mình nó nếu mà nó dư đạm nó dễ bị xì mũ lắm cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cố gắng đi coi cái cây nào thấy nó có xì ra cái hạt mũ nhẹ đây, cô chú anh chị mình cố gắng tưới cái nấm bệnh vô ha, để nó phát hiện ra nhiều thì mình trị lại khó ha. Khi mà cái cây này cái cuốn cây nè chị, cuốn cây từ đó nó nhắc vào đó nhưng mà trái nó vẫn lớn bình thường ha.